Hello cả nhà. Thì rất nhiều anh em gọi điện cho mình muốn anh mình sưu tầm cho một con Redmi 9. Thì nay mình có rồi nha. Anh nào bữa gọi điện cho mình thì nay đó nha, mình sẽ bán cho anh em đúng một con duy nhất Redmi 9, một con duy nhất không có con thứ hai nha. Máy mới bảo hành 1 năm cho anh em nha. Máy mới Redmi 9 nè. Đó. Máy màu tím rất là đẹp. Redmi 9 full box mới 100%. Đây anh em. Đó. Mới 100% nha. Con này mình sẽ để anh em một cái mức giá phải nói là sập sàn luôn nha. 2380. 2.380.000. Một con duy nhất, không bán con thứ hai. Mình có tổng cộng 5 con, nhưng mà mình bán anh em một con duy nhất. 2380 cho anh em nha. Ok, anh em nào còn thì liên hệ liên cho mình nha. 0355 356 356 nha.